Cô là thực tập sinh mới đến hả? Dạ. Dạ thưa bác sĩ, có ca mổ gấp, viện trưởng mời bác sĩ lên phòng mổ. Oh my god, it's so cool. Dạ. Trời nóng quá. Ó trời này nóng. Gì vậy? Yeah, nói tiếng Anh luôn đó. Jessica có đi du học sinh á. Đi du học sinh? À, Jessica du học sinh bên Úc á. Đi du học lâu không? À, đi 1, 2, 3, 4, 10 ngày. À, 10 ngày. 10 ngày mà nói giọng vậy hả? Dạ, Jessica qua đó học không lợi người ta. Jessica về tới Việt Nam quên tiếng Việt luôn. Dạ. Chắc giờ giỏi tiếng Anh lắm ha. Không biết tiếng Anh luôn. Điên nè. Khùng quá đi à. Bà cứ điên điên vậy hoài á, ai đâu thích bà nữa. Tôi giỡn làm gì căng vậy? Nè, tôi đánh cho bà tỉnh nè. Thôi nha. Mà nói nghe nè, trong bệnh viện này á hả, không có một người nào mà đẹp trai mà để tôi thích hết trơn á. Đúng. Cái bệnh viện này làm sao có ai đẹp trai qua bé Băng Tâm được? Trần Văn Tâm. Băng Tâm. Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm đã chết rồi hai đứa à. Trời. Bây giờ chỉ có nữ hoàng băng giá, Băng Tâm. Thôi let it go, let it go. Thôi, khủng quá, sao mấy người này kỳ ghê luôn á. Bây giờ tôi nói cho nghiêm túc nha. Bác sĩ hướng dẫn của tụi mình á là soái ca đó. Soái ca hả? Ừ. Vậy là cái con soái ca nó cũng không thoát được con soái cái này đâu. Khủng. Chào mọi người. Dạ em chào bác sĩ, em tên là Trần Văn Tâm. Băng Tâm. Trần Văn Tâm. Băng Tâm. Trần Văn Tâm đã sống lại rồi hai đứa à. Trời ơi, lật lọng quá. Em xin lỗi, em vụng vào. Gì vậy bà? Trời ơi, dông nhập kìa. Em có sao không? Ờ, dạ, đau. Cuốn này đau. Xin lỗi. Dạ. Vừa lắm. Em. Và tất cả các em đều rất tuyệt vời. Cảm ơn các em ngày hôm nay đã lắng nghe bài giảng của tôi. Dạ, thầy cũng tuyệt vời nữa. Mình kết thúc ngày hôm nay chứ. Dạ, dạ. Từ lúc đầu óc ai đó còn mơ mộng tận đâu á. Xin lỗi mọi người, hôm nay có việc đột xuất cho nên là đến trễ. Dạ. Anh lại trễ nữa rồi. Chẳng lần nào chị cũng hẹn với em, anh cứ làm em giận hoài à, có chừng đó nha.
khùng khùng hét hoài vậy? Anh đâu phải đợi mình bà đâu. Anh không có tới trễ đâu, mà tại vì nó nôn tới sớm á. Đúng rồi, ảnh tới sớm là tao đẻ công ảnh rồi. Ý là ba em tên là Trần Văn Công, còn em tên là Trần Văn Tâm. Dạ, hai cha con công tâm lắm anh ạ. Dạ. Em uống gì? Dạ, em uống gì cũng được. Lành quá, không ai hỏi hết á. Để tao cứu mày. Anh uống gì anh? Em uống gì? Em uống gì cũng được. Cho anh hai ly cà phê không được? Anh thích uống cà phê không được? Em cũng vậy. Dạ anh ơi, cho em một ly đường không cà phê nha. Cho em cục đá cà cho nó phê. Cho em một cái ly không. Là sao? Tao thấy trống rỗng quá. Mọi người dữ tính quá. Dạ. Hôm nay bài giảng của anh, mọi người có không hiểu chỗ nào không? Dạ, mà đương nhiên là em không hiểu chứ. Em học cái gì em cũng không hiểu hết, nhưng em hay hỏi. Anh cho em hỏi là hôm nay mình học về gen đó, thì anh có thể cho em một nửa bộ nhiễm sắc thể của anh được không? À, hình như anh thấy cái này không có trong bài giảng đúng không? Dạ, em quên quá. Anh thích uống cà phê không đường thì đường nào vào tim anh đó anh? Ý là em hỏi giùm bạn em thôi. Cứu rồi. Cứu được, cứng rồi, không có cứu được. Không có anh có yêu chưa? Bà tẩm tỉm cười hoài vậy? Đêm qua tôi nằm mơ thấy Khang.
mà sao Khang dưới dưới tươi trong vòng tay ô da ô da da. Là sao? Là hôm qua tôi nằm mơ thấy Khang chơi với tôi. Gì vậy không? Thế. Ủa đi đâu vậy? Đi ra bệnh viện. Gì? Ngày nào cũng gặp ở trong này không chán hả? Thì đó, tôi cũng nói là thôi, đừng có vô bệnh viện nữa. Em gái nhà lành mình vô khách sạn đi. Có chịu không? Không. Sao vậy? Một hai đồ vô bệnh viện. Ê, vô bệnh viện có làm gì không? Có chứ sao không có chứ. Anh gì làm gì kể nghe con. Thì anh nắm tay. Rồi còn làm gì nữa không? Rồi xong anh mân mê. Sao nữa? Mân mê xong anh tìm kiếm ngân máu. Anh chích vô đau muốn chết luôn. Gì kỳ vậy? Tự nhiên dẫn vô bệnh viện chích vô. Tự nhiên chích vô tay. Chích là do hả bà bị khùng á, chích cho bà tỉnh. Ê, nói ai khùng vậy, tự nhiên đâu xuất hiện những cái bà băng tan này. Băng tâm. Giang tâm. Băng tâm. Băng tan. Im. Tao giết hai đứa bay xong rồi tao đem chôn. Tao đi đám ma đội băng tan đầu. Thôi mà nó khùng điên quá. Tự nhiên vô đây kiếm chuyện, có chuyện vậy không? Ừ. Vô đây là để nói cho hai đứa bay biết anh Hạo Khang có người yêu rồi. Cười quá, đừng có xạo. Bà đừng có nói với tôi là anh Hạo Khang quen với bà nha. Nè, nhìn cái đầu ta đi. Tóc rẽ ngôi, chia đôi cuộc tình, không bao giờ cua được anh Hạo Khang hết. Ê, mà bà có nói thiệt là anh Hạo Khang có bồ không vậy? Thiệt bà. Quen ai? Quen Quỳnh My. Quỳnh My hả? Con gái rượu của ông viện trưởng cái bệnh viện này nè má. Cấp cứu! Mình đã mất nhau ngay từ khi ta mới bắt đầu. Người đến sau, ngay cả đau cũng phải sau người đến trước. Không gì là mãi mãi, chẳng có lâu dài. Không tồn tại tương lai, biết đúng hay sai. Lòng tổn thương đã bao lần nhưng đâu ai thương. Người phân vân. Nghe nè, sẽ đau nhiều hơn. Anh đang chờ ở bệnh viện. Người quên chưa, nhớ nhiều lắm. Nghẹn ngào câu nói không thể mở lời, giọng lệ cứ rơi. Anh muốn quên em. Bước đi xa. Em nhắn địa chỉ đi, xong việc anh tới liền. Em sao chính em đóng vai phụ, vì bên anh không phải chỉ em là đủ. Chân thành yêu ai đó đâu có trên đời, giúp em trả lời ai là người đáng thương. Em hãy cố ta, người che đi giận dỗi sang những nụ cười. Giờ anh đã yên vui có cuộc đời mới. Tại sao em nơi đây mưa gió tơi bời như cánh hoa tàn. Thôi bỏ lại thế gian, bao giờ em hết phải phụ. Cuộc đời em sao chính em đóng vai phụ, vì bên anh không.
chiều.